Nhắc tới cặp thương hiệu anh em trong giới đồng hồ cổ thì có lẽ rằng không ai không biết tới hai cái thương hiệu đó là Odo và Girod. Hôm nay Vang Vọng rất vui khi mà sở hữu được hai cái sản phẩm đặc biệt của hai cái thương hiệu này và giới thiệu tới quý vị và các bác. Cái lý do mà chúng ta gọi hai cái thương hiệu Odo và Girod là hai thương hiệu anh em thì giải thích qua về lịch sử một chút. Thì hồi trước thương hiệu Odo sau một cái thời gian đã mua lại cái xưởng của cái đồng hồ Girod và tạo nên những cái chiếc đồng hồ của mình. Thế nên là các bác mới gọi vui với nhau rằng đây là hai thương hiệu anh em. Và chúng thực sự thì cũng có rất là nhiều các cái điểm tương đồng với nhau nhé. Hôm nay thì sẽ giải đáp một số thắc mắc và cũng như là quay giới thiệu tới quý vị về một chiếc đồng hồ Odo 36 cũng như đó là một cái chiếc đồng hồ Girod thùng dài chạm trổ rất đẹp mắt đây. Hai cái chiếc đồng hồ này đều có cùng một cái phần kiểu dáng thùng dài. Nếu như đối với thương hiệu Odo, những cái chiếc đồng hồ thùng dài chỉ xuất hiện trên những chiếc đồng hồ thuộc đời 36 thì với Girod thì sẽ đa dạng mẫu thùng hơn, thùng bề cũng có mà thùng dài cũng có, nhưng mà thương hiệu Girod thì sẽ không chia theo đời. Gần như rằng trong cái giới đồng hồ thì chỉ có thương hiệu Odo hoặc là Vedet thì mới chia các cái đời máy của mình theo các cái đời con số khác nhau thôi. Còn lại các cái thương hiệu khác thì gần như là không chia. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Odo 36 rất là gọn gàng, đẹp mắt và cái đẹp cái chất xưa. Đúng không ạ? Toàn bộ thùng là vân cánh nu trơn, màu gỗ đẹp, đối xứng nhau, khá là sang và mang lại được cái nét xưa cho chúng ta. Mặt số bát giác đứng, cả hai chiếc thì đều là mặt bát giác đứng bởi vì các bác có thể thấy đúng không ạ? Cái form mặt bát giác đứng là phù hợp nhất với những cái chiếc đồng hồ thùng dài. Rất là gọn gàng và để chúng ta theo dõi thời gian cực kỳ là dễ dàng nữa. Bộ kim đặc trưng, logo Odo hình tròn và chúng ta có các cái thông số ở trên phần mặt số khác nữa. Bộ số thì không thể thiếu được rồi, bộ 12 con số để hiển thị giờ. Bên cạnh đó thì còn có các cái viền cái phút và cũng như là các cái con số thuộc các cái giờ chiều. Đó, đặt ở phía bên viền. Rất là dễ nhìn, đúng không ạ? Nửa dưới thì có một bộ kính mài và bên trong là một phần mặt lắc gỗ. Nhắc tới Odo thì chúng ta phần lớn là quan tâm đến cái phần âm thanh là nhiều. Và đời Odo 36 là cái đời chơi được cái tiếng chuông hay nhất. Đó là theo những người chơi lâu năm đánh giá các bác nhé. Những chiếc Odo 36 là những cái dòng sản phẩm mà chơi được cái phần âm thanh hay hàng đầu trong giới đồng hồ công cộng treo tường. Dĩ nhiên là sẽ có những cái chiếc đặc biệt của các cái thương hiệu khác có những cái tiếng chuông đặc trưng và chúng ta cũng có những cái sở thích riêng, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn chung thì những chiếc Odo 36 luôn luôn được đánh giá cao về mặt âm thanh. Lý do vì sao thì mời các bác thưởng thức ngay tiếng chuông của chiếc đồng hồ Odo 36 chơi chuông trên bộ gông nòng máng trắng và là bộ gông đồng. Mời các bác cùng thưởng thức. Đó là phần âm thanh. Em sẽ không nhận xét nhiều bởi vì các bác có thể tự đánh giá được, đúng không ạ? Không cần khoe quá nhiều về những chiếc 36 bởi vì âm thanh chính là cái thứ tạo lên được cái sự nổi tiếng cho cái thương hiệu Odo này mà. Đó, hình thức rất đẹp, xưa và phần âm thanh đã vừa nghe qua. Chiếc đồng hồ Odo Girod này, chiếc Girod thì đúng hơn, em xin lỗi. Chiếc Girod này thì có một cái phần kiểu dáng có thể nói là mỹ mãn hơn một chút, đúng không ạ? Chúng ta thấy có rất là nhiều các cái chi tiết điểm nhấn trên phần cánh thùng. Từ bốn góc thùng chúng ta được thấy có thể là chạm trổ bốn các cái chùm hoa chân ngữ tại bốn góc, thêm vào đó thì vân nu mặt cánh cũng sáng sủa hơn với những cái đường nét vân đối xứng nhau tại vị trí trung tâm, rất là đẹp. Cộng với đó nữa thì chúng ta còn có một cái bộ kính rào hình quả chuông được ghép từ các cái mảnh kính mài viền. Các bác có thể thấy nhá, một cái vẻ đẹp phải nói là cực kỳ là tinh tế luôn. Đó, hai bên cánh thùng thì còn có thêm các cái đường nét chạy dọc cực kỳ là đẹp mắt. Bộ mặt số trung tâm thì quen thuộc, bộ kim là bộ kim đặc trưng của những chiếc đồng hồ Girod các bác nhé. Tất cả những cái chiếc đồng hồ Girod thì đa phần đều sở hữu cái bộ kim này, hoặc là một cái bộ kim mắt ngẫu khác của đời 57 Odo chẳng hạn thì cũng có thể, những chiếc Girod cũng có thể sở hữu. Đó, chúng ta có thể thấy qua nhé, rất đẹp, hình thức rất là sang. Rồi, về phần âm thanh, những chiếc đồng hồ Girod thì có thêm một cái nét đặc trưng nữa, đó là chúng sẽ có thể chơi được lên tới đó là hai cái giai điệu bản nhạc khác nhau. Vì thế là gần như tất cả những chiếc đồng hồ Girod đều có một cái phần cần gạt chuyển bài, chúng ta có thể chú ý nhé. Đều mặc dù là những cái chiếc đồng hồ máy 8 thôi, máy 8, 8 bông 8 búa nhưng mà có thể chơi được tới hai bản nhạc là một trong những cái nét đặc trưng gần như là độc đáo và của riêng thương hiệu Girod. Các bác vừa thấy có thể em sẽ quay tập quan qua bên trong. Đó, các cái chi tiết phụ kiện mặt lắc mạ chrome rất sáng và rất đẹp. Đó. Cái phần củ gông này nếu như là một người tìm hiểu đồng hồ chuyên sâu thì có thể thấy được cái sự tương đồng. Những cái chiếc đồng hồ Odo cũng có các cái form dáng củ gông M các bác nhé. Trên những cái chiếc đồng hồ phải là cực kỳ là giá trị như là Odo 36 10 chẳng hạn thì mới có củ gông M trắng và sẽ là củ gông 10. Đó.
Trên những chiếc đồng hồ Giroud thì chúng ta cũng có những cái phần củ cong M vàng hoặc là đen. Đây thì là một phần củ cong M vàng. Đó, với cái phần logo thương hiệu Giroud ở vị trí trung tâm, rất là dễ nhìn. Đó, chơi chuông trên nền gông thép khá là ít có những cái chiếc Giroud mà chơi chuông trên nền gông thép như thế này các bác nhé. Thế nên là đây cũng là một trong những cái sản phẩm đồng hồ chơi chuông khá là hay. Mời các bác thưởng thức âm thanh của từng bản nhạc một. Đó, điểm 15 phút với 4 nốt nhạc của giai điệu bản nhạc folk. Em xin phép được chuyển bài. Các bạn có thể thấy rằng là khi chúng ta sử dụng cần gạt chuyển bài thì chúng ta phải gạt rất là dứt khoát, bởi vì nếu chúng ta gạt hơi lửng một chút thì là quạt lô ở phía bên trong đây nó sẽ không vào đúng cái vị trí đánh nhạc và sẽ gây ra hiện tượng là dừng chuông. Thì chúng ta cũng phải lưu ý nhé, tất cả những chiếc đồng hồ chơi nhiều bản nhạc đều như thế cả. Và sau đây thì em sẽ thử đầy đủ bản nhạc Westminster và tiếng chuông điểm giờ. Thực sự để mà so sánh, chúng ta có thể thấy rằng âm thanh của chiếc Giroud này và chiếc Odo 36 kia thực tế là nó cũng không chênh nhau quá nhiều, đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất thì cả hai chiếc đều sở hữu cho mình phần kiểu dáng thùng dài và cái phần âm thanh đầu ra nó sẽ tương đồng về cái mặt cộng hưởng âm thanh phía trong. Đó, thùng dài thì cũng sẽ chứa những cái bộ gông dài như em đã quay qua và đương nhiên rồi, độ ngân nga và cái tiếng chuông phát ra đều rất hay. Hai sản phẩm này thì hiện tại em đang đều có sẵn tại cơ sở hai của đồng hồ Vang Vọng được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bác giao lưu có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại là 0912 011928 hoặc 0912 011947. Em xin được phép giao lưu miễn phí vận chuyển toàn quốc, lắp đặt tại nhà với quý vị và các bác ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội. Đó, sản phẩm em sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm và hỗ trợ các bác là bảo dưỡng lau dầu, tặng kèm một cái gói bảo dưỡng lau dầu chuyên sâu trị giá 1.650.000 để các bác yên tâm sử dụng đồng hồ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.